Cũng trong thời gian này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã đến thăm kiểm tra tình hình ra quân thi công đầu năm tại các công trình dự án trọng điểm của thành phố. Phát biểu tại lễ ra quân công trình nhà máy nước Hòa Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công nhân công trình. Nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch cho thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực, hoàn thành đúng tiến độ đặt ra, đảm bảo chất lượng. Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, không để dự án bị chậm tiến độ do ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng. Tôi đề nghị rằng các anh chị cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng phải đảm bảo hoàn thành chất lượng. Đây là yêu cầu rất là khó khăn, thách thức đối với tập thể cán bộ công chức những đơn vị thi công hiện nay. Nhưng tôi hy vọng rằng là với quyết tâm lớn của chúng ta, vì đây là cái công trình trọng điểm, thứ hai là nó sẽ đảm bảo được về an ninh nguồn nước, nó mang tính xã hội rất là cao, nên rất mong các đơn vị bằng hết sức nỗ lực của mình, chúng ta hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà đã giao. Công trình nhà máy nước Hòa Liên có tổng vốn đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng. Đến nay, tất cả các hạng mục đều được triển khai thi công đồng loạt theo kế hoạch, sẽ hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 10 năm 2021. Tại lễ ra quân dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị điều hành dự án, các nhà thầu, đơn vị giám sát thi công các hạng mục công trình thuộc dự án trong việc khắc phục khó khăn thách thức do tác động của COVID-19 và mưa bão kéo dài, đồng thời đề nghị liên danh nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị thi công, triển khai thi công dự án đảm bảo an toàn chất lượng tiến độ, đặc biệt cần tuân thủ các quy định phòng chống COVID-19.